Không sao, rửa mắt cho nó dính vàng cho mở mắt được nha. Xuống vườn cây chơi với chị Cô Vi kìa, được không? Ừ, ngồi đây cho mẹ đi giặt thảm nha. Nào, ngồi đây. Sao? Ừ? Đi chơi đi, con đi chơi đi. Đấy, con đi chơi đi nha. Nào, ngồi đây chơi.
để mẹ gọi Ruby về chơi với con nha. Nào, để mẹ đóng cửa cho anh ngủ con nha. Đợi mẹ đi nha. Con của Ali đang bị đau mắt á nha, con đừng có xuống nó nhiều. Mắt công là Ali lại với con của Ali lại lai gai đau mắt cho con nha. Để mẹ chữa cho Ali với lại các con khỏi đã. Mèo con khỏi là con chơi nha. Chứ con. Nào bi ôm em đi. Con đi chơi kêu cả buổi sáng này em cũng nhớ con á. Nào ngồi đây ôm em nè. Đấy, đúng rồi.